Miêu. Miêu ơi. Đi đâu rồi ta? Hỏi đi. Miêu ơi. Đi đâu vậy Miêu? Đi đâu đó? Kim ơi. Đi bơi. Đi đâu vậy? Đi bơi cái bầu. Kim. Đi bơi nhà ông già ơi. Ông già. Đi đi ông bơi à Bill. Ông già ơi. Shop rất là nhiều mặt hàng nha cả nhà. Sáng nay nhập hàng rất là sớm luôn á. Mắm nêm cũng ngon lắm cả nhà. Tràn ngập shop rồi. Con bậm môi nè, con bậm môi. Hai cái chân cà đưa cà đưa. Bún nhảy quá trời. Điều nghe hơi tiếc rồi nghe. Idol á, bọn tôi nó bùm bùm. Chưa có xe buôn không? Dạ dạ. Em đi tập trung. Không, không phải nha. Chị chạy đến không? Đúng không? Gì? Gì bố mấy giống giống ra luôn ta đứng cười hoài cho nó nói chuyện với bé Bill là phải cười vậy đó anh. Lại còn chuyện sao bây giờ tối đi ăn ốc nhiều quá thắng là cười hoài quá đã phải không? Quậy 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 đi đâu dạ? Bill. Đi đâu? Đi đâu? Không biết mỏ là người lận không? Lần đi đâu lận, biết tìm cái gì đó không? Dưới, ở đâu?
Hôm nay cô gái đã như vậy mạnh rồi cả nhà ơi. Hôm nay cô gái cả nhà là anh vừa anh cao thì anh vừa anh cao thì mấy bạn mấy Bi ơi nó biết tên nó biết chứ biết kêu hoài nó ơi mười Chưa tới rồi. Đi bơi hả Biêu? Biêu ơi. Dần nắng cho nó chắc. Cho nó chắc da. Ê, Biêu ha. Tuần nào ba mẹ cũng dẫn mấy Biêu đi bơi cho chú vậy.